Một người đàn ông ở Philippines đã bị cáo buộc cưỡng hiếp hàng loạt động vật như bò, ngựa và trâu nước. Theo tờ Daily Mail của anh, Andy Loyola, 46 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 10 tháng 3 sau khi người này bị cáo buộc đã thực hiện hành vi giao cấu với một con bò cái được thông báo là mất tích ở Silang, gần thủ đô Manila, Philippines. Chủ nhân của con bò, ông Rustico Sano, còn tiết lộ thông tin gây sốc liên quan đến vụ việc này khi cho rằng con bò đã mang thai, mặc dù khẳng định nó chưa từng giao phối với bò đực. Cảnh sát cho biết con bò này sẽ trải qua một cuộc kiểm tra y tế để xác minh những tuyên bố trên là thật hay không. Ngoài ra, Loyola còn bị cáo buộc quan hệ tình dục nhiều lần với những gia súc khác, bao gồm ngựa và trâu trong trang trại của ông Sano. Hiện Andy Loyola đang bị tạm giam tại đồn cảnh sát địa phương. Người đàn ông 46 tuổi này được cho là bị ảnh hưởng tâm thần vì sử dụng ma túy. Cảnh sát thông báo họ đã thu được một số thuốc kích thích khi bắt giữ nghi phạm vào tuần trước. Andy Loyola đang đối mặt với tội vi phạm luật bảo vệ động vật, song vẫn chưa rõ khi nào người này phải hầu tòa.